Mỹ Linh, Uyên Linh lên tiếng khi tiết mục Hương Ngọc Nan nhận điểm thấp nhất. Sau khi Hương Ngọc Nan nhận 188 phiếu bầu, tại bình chọn chị đẹp đạp giá dễ sóng, Uyên Linh có phần buồn bất ngờ. Sau vòng công diễn mới nhất của chị đẹp đạp giá rẽ sóng, vấn đề kết quả tiếp tục gây tranh cãi. Tương tự như các vòng trước ở đợt công diễn này, điểm số tiết mục cũng như thứ hạng của các chị đẹp phụ thuộc vào số lượt bình chọn từ 357 khán giả nữ tại trường quay. Trong đợt này, đội của Hồng Nhung, Mỹ Linh, Nữ Hương Giang, Uyên Linh và Phương Vi trình diễn ca khúc Hương Ngọc Nan năm chị đẹp trao chuốt kỹ về phần hát tạo nên một hương ngọc nan phiên bản mới về phần aquela hòa quyện và điểm nhấn màn múa ba lê bay bổng của hồng nhung tuy nhiên tiết mục này khiến nhiều người xem bất ngờ khi chỉ nhận 188 phiếu bầu từ khán giả ban cổ phần cũng tỏ ra ngạc nhiên ở hậu trường uyên Linh chia sẻ cô buồn khi nhận số điểm thấp hơn kỳ vọng nữ hương giang cho rằng tuy điểm số như vậy nhưng khi chương trình phát sóng đây có thể sẽ là bài hát được mọi người nghe đi nghe lại về phần mỹ linh nữ ca sĩ cho rằng điểm số phản ánh gu của khán giả. Kết quả này khiến cả đội rơi vào vòng nguy hiểm, cuối cùng Nữ Hương Giang phải dừng cuộc chơi. Trên fanpage của chương trình, nhiều người xem bày tỏ sự khó hiểu lẫn bức xúc kết quả, cho rằng nhóm xứng đáng nhận được số điểm cao hơn. Uyên Linh cũng chia sẻ, tính đưa đầu chương trình chị đẹp đến công diễn này, mạnh dạn nói đây là vòng tôi hạnh phúc nhất được là chính mình. Được hát bên cạnh những giọng ca mình yêu, thậm chí là từ lúc bé chẳng bao giờ nghĩ đến, có một ngày được đứng cùng một sân khấu, Uyên Linh cũng cho biết ý tưởng giàn dựng toàn bộ từ đội trưởng Hồng Nhung, bày tỏ sự nể phục với tài năng sự hiểu biết của đàn chị. Khép lại dòng trạng thái Uyên Linh lạc quan, 30 chưa phải là Tết, số điểm thấp kỳ lạ chỉ phản ánh phần nào tiết mục và chỉ là game sau thôi nè, vui vẻ nên mấy bà ơi. Nhắc đến chuyện tiết mục Hương Ngọc Nam nhận điểm số thấp, Mỹ Linh cũng chia sẻ rằng cô quen với cảm giác này từ lâu. Nữ ca sĩ này ví dụ địa hát tóc ngắn chat với mô sao của mình ban đầu không được chú ý thậm chí bị chửi rất nhiều nhưng cuối cùng lại được mọi người nghe đi nghe lại. Nên là mình thật lòng khuyên các bạn trẻ mới vào nghề tránh nhất là xúc động vật, hãy đi theo tiếng nói sâu thẳm bên trong mình, tin tưởng vào những người bạn đồng hành. Bà xã nhạc sĩ Anh Quân chia sẻ.